Hello, xin chào cả nhà buổi sáng. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay là sáng mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu năm 2021. Thì em tiếp tục review cái cây bông trang trắng ở phía sau nhà em, rất là to. Hiện đang cho hoa rất là nhiều. Đây, đây là nụ hoa nè cả nhà. Còn cái nụ này là chuẩn bị nở hoa. Thì em review cái bông trang trắng này, giới thiệu đến cả nhà mùng 6 Tết nha. Còn giao hàng ship online trên mạng bán lại thì mùng 9 em mới bán lại nha cả nhà. Cả nhà cứ comment ở dưới cái video, bình luận ở dưới video này, đặt hàng đến mùng 9 là em sẽ bắt đầu là gửi hàng online cho khách trở lại. Đó, chỉ có hoa này đang nở. Rồi, tại cái cánh, cái nhánh này tuốt trên cao em kéo xuống. Cái nụ này cũng đang nở hoa. Rồi, rất rất là nhiều nụ luôn nè cả nhà, ở bên đây nữa nè. Rồi, chuẩn bị ra nụ hết. Bông trang trắng thơm nha cả nhà. Nè cả nhà xem cái cây nè, rất là to luôn. Cây rất là to, cái thân ở dưới gốc um tùm nhiều lắm cả nhà ơi. Cái gốc nè rất là nhiều cây con luôn nha cả nhà. Khách hàng nào à thích cái dòng bông trang trắng mà bông núi này nè, cái này là bông trang trắng này là ở trên núi Cấm, cái giống cây trồng là ở núi, trên núi rất là thơm. Hoa này là mới vừa tàn nè cả nhà. Còn anh này là anh chuẩn bị cho nụ hoa. Hoa ở dưới này cũng mới vừa tàn. Cái này thì có hộp đen, xong rồi mình sẽ ươm xuống được nha cả nhà. Ở dưới này cũng nụ hoa. Rất là nhiều nụ hoa luôn. Khi mà những cái cành bông trang trắng này á cùng nở một lượt á là rất là thơm nực nồng luôn. Sáng nay sương mù, sáng mùng 6 Tết sương mù ướt rượt hết. Sương mù cho nên cây rất là tốt. Mấy nay em đi hành hương, sáng nào cũng đi chùa mấy cái mùng, thành ra không có review được cho cả nhà xem. Sáng hôm nay em trước khi đi làm em review cho cả nhà xem cái bông trang trắng đang rộ hoa. Khách hàng nào có yêu thích muốn sở hữu một cây thì cả nhà bình luận ở bên dưới, để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp. Số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600, và đó cũng là số Zalo của bên shop em. Thì nó có bông nó đầy chỗ hoa, không nhắm trên nó cao quá.
em đi vòng quanh đây cho cả nhà xem. Đây là cây con này nha cả nhà. Cây con ở dưới gốc. Cây này là kế bên gốc. Cây nhĩ con kế bên gốc là cả nhà. Rồi cây chiết là nghiêng nữa. Có rất là nhiều cây con luôn. Cả nhà muốn mua thì hãy bình luận để bên dưới giúp em nha. Đây là số điện thoại. Đầy nụ. Phía bên đây coi có bông hả? Ở phía bên kia, ở phía bên kia nhiều bông nhiều nụ, phía bên này không thấy cả nhà ơi. Đây cả nhà nhìn cái gốc bông tràng trắng bên em nha, rất là to luôn. Đây em đang chiết cái bộ này, cây này lớn lắm. Đây là gốc bông tràng trắng bên em. Cái bầu này đang ra rễ nè cả nhà. Gốc rất là to rồi nha. Đây. Cây gốc. Gốc cây mẹ này em không bán nha cả nhà, em chỉ bán cái nhánh chiết lớn này thôi. Từ nhánh chiết lớn này cho đến cây con. Cây con nhỏ như vậy. Đây, em cũng cho ra một số cây cây con rồi nè, là mấy cái gốc nhỏ kế bên gốc mẹ em nhổ lên và cho vào chậu, rồi một số nhánh là chiết nữa. Nhánh chiết thì lớn hơn, nhánh chiết thì chỉ đợi ra rễ thôi. Nhánh chiết là một cây con, những cây con em ra chậu đây, và một số nhánh dâm cành nữa, rất là nhiều luôn. Cả nhà thích cái dòng trang thơm này thì bình luận bên dưới giúp em nhé. Sáng chim hót dưới rít. Cái này cũng là một cây con kế bên gốc. Cây này nhảy con. Cái này là một gốc nghiêng. Một gốc nghiêng, cái gốc bự. Đây cả nhà xem nè, cây con ảnh nhảy kế bên cây mẹ rất là nhiều luôn nè. Rất là nhiều cây con luôn. Em có một số nhánh cây bự cũng có đủ kích cỡ luôn nha cả nhà. Trắng trắng lắm. Thơm như bề của bông chúa vậy á. Đây cây con kế bên gốc. Để cho lớn chút xíu nữa thì em sẽ nhổ lên cho vào chậu. Cho vào chậu giống bên đây. Sáng nay cây trắng trắng rộ hoa hết. Rồi em đi vào. Vậy là đã kết thúc xong một video review cho bông trăng trắng thơm. Chúc cả nhà có buổi sáng bùng sáo Tết ấm áp vui vẻ bên gia đình nhé. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.